Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 91 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 81 ca đã cách ly, 7 ca trong khu phong tỏa và 3 ca cộng đồng. Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 60 ca mới, nâng tổng số trường hợp mắc liên quan lên 87 ca. Các chuỗi từ khu vực phong tỏa ở quận Sơn Trà có thêm 21 ca mắc mới. Như vậy, tổng số ca bệnh COVID-19 từ ngày 10 tháng 7 đến nay đã lên đến 1.700 ca. Ngành y tế và các địa phương đã lấy khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm, tập trung các điểm nóng khu vực có nguy cơ cao. Ngành y tế cũng đã tiếp tục tập trung cho công tác tiêm chủng. Tuy nhiên, một số điểm tiêm có tình trạng không đảm bảo giãn cách đã được yêu cầu chấn chỉnh. Các phương án chuẩn bị cho 7 ngày cách ly sắp tới cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị địa phương chuẩn bị chặt chẽ các phương án để áp dụng biện pháp cách ly mạnh trong 7 ngày tới, nhất là việc đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt là các hộ khó khăn, yêu cầu bắt buộc thực hiện đảm bảo quy trình phòng chống dịch đối với các xe vận chuyển hàng hóa vào thành phố, nhất là test nhanh và đảm bảo đồ bảo hộ đối với tài xế. Ngành y tế tập trung khoanh vùng, truy vết các chuỗi lây nhiễm mới cũng như triển khai kế hoạch xét nghiệm tổng thể trong 7 ngày tới. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu ngành y tế và các địa phương tiếp tục tập trung truy vết xét nghiệm các trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm mới, nhất là chợ đầu mối Hòa Cường. Các phương án đảm bảo cho 7 ngày tới cần chặt chẽ, trong đó đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành y tế tập trung cho công tác tiêm vaccine, tránh để tập trung đông người, đồng thời sẵn sàng kế hoạch đảm bảo việc lấy mẫu xét nghiệm thời gian tới, trong đó đảm bảo sát khuẩn nghiêm ngặt trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.